Tôi có nói gì không? Nè, đi qua đi lựa xe đi nè. Cười. Còn mai mốt đi qua đi đi thái chơi. Mẹ hôm qua làm gì không được đi thái chơi. Cái nấm này là con ăn con làm đó nha, con không ăn liền là nó hư đó. Đi rồi không nên ăn nấm, mua nấm mới, nấm ngon ăn. Con nấm này lạ quá. Nấm còn cười quá. Lobster, mushroom.